Ok, như vậy là chúng ta lại gặp nhau qua cái màn ảnh nhỏ của kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Hôm nay mình sẽ trở về một cái con game là Mufica XS18 Up và cập nhật cái phiên bản gần nhất, được xem là cái con game MUBG mới nhất ngay thời điểm hiện tại và đi theo một cái hướng là chuẩn web gen nha anh em. Và đây là một cái con game do admin Tiến Đặng đang quản lý và điều hành nè. Anh em nào chưa có bến dừng bến đổ hãy mạnh dạn tải vào cái đường link mình có đợi ở trong phần comment, trong phần mô tả và ở trong phần video luôn. Anh em có thể là tải về để trải nghiệm và tham gia chia sẻ cùng cái con game chuẩn web gen này nó sẽ như thế nào nha anh em. Và cái clip hôm nay thì mình sẽ đi lên quảng cáo cho anh em biết là ở trên map ơi bê lan thì chúng ta dựa vào những cái vật phẩm mà cài cuốc được, là những cái vật phẩm như ví dụ là viên ngọc các loại, thì cái đây là chúng ta có bê ớt suột cà ghe trao rồi quăng quăng và may may, thì ở đây chúng ta có thể là lấy những cái viên ngọc này để đổi ra hên xui và đỏ đen, xem nó được cái vật phẩm gì. Ngoài ngọc ra thì chúng ta có thể là dùng gen để đổi. Clip kỳ rồi thì mình không có đủ gen anh em. Và clip này thì mình được 1 tỷ mấy, test nhân phẩm cũng được vài lần nha anh em. Thì chút xíu nữa mình sẽ về mình test cho anh em xem. Và đây là một cái con game khá tâm huyết của admin. Admin đã ngày đêm viết để cho chúng ta một cái server ổn định nhất có thể. Ở ngày đầu thì nó hơi lan giật chút xíu, sau những ngày viết vất vả qua admin thì con game chúng ta đã quay lại mượt mà. Mình xin nhắc lại những anh em nào chưa có bến dừng bến đổ hãy tải cái con game Mufica này về để trải nghiệm một cái con game mua chuẩn PC nha anh em. Trong khi xem tới đây thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video sớm nhất từ kênh Trải nghiệm TV của mình nha anh em. Thì đây mình sẽ về cho anh em xem. Ở đây là chúng ta có những cái vật phẩm yêu cầu để khi chúng ta về ở map EB Lan 1. Khi về đến map EB Lan thì anh em hãy bỏ những cái vật phẩm không cần thiết vào trong cái gương chung nha anh em. Các anh em nhìn vào cái gương cá nhân của mình, các anh em thấy được một cái mảnh giọt nước mắt. Cho nữa mình sẽ làm một cái win phá theo nhân vật. Cái win này không dùng để ép mà chỉ dùng để mang thôi, không có thể giao dịch được luôn nha anh em. Thì lúc trước mình đã có demo một clip ngắn về các anh em nói là một cái win phá khi chúng ta phải xây chế bằng cái đồng tiền tệ, đó là gold nha anh em. Đây là giọt nước mắt này nè anh em. Những anh em nào muốn mà cái máy mình không bị đứng á, thì không dùng cái này. Và chúng ta tiến hành lại đằng NPC ở đây, NPC thương gia, và lại đây ép những cái miếng đồ. Ở đây thì người ta đã cho một số anh em đã về trong đây ép và có lên được một số đồ rất là im ngon lành. Thì ở đây mình lại mình test xem là cái nhân phẩm mình nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ cho nó bằng gen trước nha anh em. Cái này là fit lại rồi nha anh em. Lúc trước ở đây là 200 triệu gen, còn bây giờ chỉ là có 20 triệu thôi, thì chúng ta có thể là quay thoải mái, quay vô tư luôn anh em à. Thì mình sẽ quay ở một cái mục này đây để chúng ta kiếm được quả cầu nè. Nếu mà mai á thì chúng ta phải kiếm được cái quả cầu cho nó ngon lành chút xíu. Và có một chuyện mình quên nhắc với tất cả anh em nè, khi mà vào trong cái phần cài đặt á, các anh em nếu mà chỉnh ở phần nhặt đồ nè, các anh em thấy là vật phẩm sự kiện không, nếu mà tích trong vào cái vật phẩm sự kiện này thì chúng ta sẽ nhặt ở trong cái gương này đây. Thì các anh em bấm vào cái phần sự kiện nè, thì ở đây nó sẽ cho chúng ta là full gương nha anh em. Đây nó sẽ cho chúng ta full gương. Nếu mà full cái gương này rồi thì chúng ta không thể nào mà quay chế ở ngoài cái gương cá nhân được. Cái gương cá nhân đây đây, mà chúng ta phải chừa đeo trong đó là phải tầm khoảng 4 ô nha. Để chút nữa mình lên mình test ở trên map EB Lan, nếu mà nó chừa không được nữa thì chúng ta không có đường nào mà để quay ra được nha. Ở đây là mình đang quăng được 4 hộp lá ma phong nha. Lá ma phong thì nó cho chúng ta ra random vật phẩm nè. Cái đây là một cái block để tăng là 25% S, và đây một cái ngôi sao để quăng ra ngoài, và hai viên ngọc. Thì mình mới quăng 4 hộp lá ma phong. Và chúng ta tiến hành đi lại NPC thương gia để mà mình xây chế. Mong là nó sẽ đủ nha, mình chừa trong đó 4 ô là nó sẽ đủ. Nếu mà nó không đủ rồi thì cỡ như là bữa nay là làm công cốc nữa anh em à. À như vậy là đủ nha anh em. Ra được một cái trượng nè. Mình phải chừa ở trong một cái ô vé sự kiện đó là 4 ô nha anh em. Nếu mà không chừa là không thể nào quay được đâu. Thì mình sẽ tiếp tục mình quay về lâu về dài xem nó có những gì. Toàn là đồ lõm thì các anh em có thể là quăng ra bỏ nè, hoặc là các anh em có thể là bán để lấy gen lợi nha. Đồ cộng 4 thì chúng ta có thể quăng ra được, còn cộng 5, cộng 6, cộng 7 thì không có quăng ra được nha anh em. Bắt buộc anh em chúng ta phải có phải bán. Đây một cái gậy này có thể là chúng ta chừa được nè. Để nhiều khi anh em nào chơi con phù thủy á, thì phù thủy hay MG hay là Win MG là cũng có cây đó xài nha anh em. Và chúng ta ra được hai cây luôn, một cặp luôn anh em ơi. Mà quay ra vũ khí của con Clash của mình đó thì nó hơi khó chút xíu nha. Các anh em là phải có một cái tư duy là đánh lừa bộ não. Muốn ra cái vị Clash nào á thì phải lấy vị Clash đối kháng lại, chứ đừng có lấy cái con Clash như mình nha. Tại vì mình làm clip nên mình có con nào mình làm con nấy nha anh em. Thì như ví dụ các anh em muốn ra được con vũ khí này á
thì bắt buộc các anh em phải lấy những con nhân vật khác, chứ ít khi nào mà nó ra cái vũ khí trùng lắm anh em, trừ khi là hên đỏ lắm nó mới ra vũ khí trùng nha. Khi mà ở đây người ta fit lại cái lượng gen như vậy thì anh em có thể là sở hữu được những cái món đồ khá là ngon lành. Ở trong đây thì người ta đã có nâng cấp bằng cờ ghe quay được đồ đây, cờ ghe quay được vũ khí rồng, thì mình sẽ lấy cờ ghe ra mình quay vũ khí rồng cho anh em xem nha. Tạm thời thì mình test nhân phẩm là bằng vài lần quay bằng gen thôi. Hiện giờ admin người ta đã táp một cái viên ngọc vô có tên là cờ ghe, thì quay được một cái vũ khí rồng cho ALL Class đây. Thì anh em có thể là dùng cờ ghe nha. Cờ ghe ở giai đoạn đầu thì nó cũng không quý giá lắm đâu, cờ ghe trừ khi là phải dùng tính socket nên chúng ta dùng mới nhiều nha. Ở giai đoạn đầu thì chúng ta chỉ dùng là lai chao bơi vợt để ép này ép kia thôi, còn bây giờ thì chúng ta có thể lấy cờ ghe để quay vũ khí rồng để kiếm được những vũ khí rồng. Và đầu tiên thì chúng ta quay được một cái món áo cho cái con GL nha anh em. Tiếp theo thì mình sẽ quay được đồ S cũng rất là nhiều anh em ơi, cái này nó cho chúng ta đồ S cũng khá nhiều nha. Mỗi một lần quay á, thì cho chúng ta tốn là 5 viên là nghe anh em, nó cũng hơi cao cao chút xíu nhưng mà không sao, được vũ khí rồng nào thì hay vũ khí rồng nấy nha. Các anh em thấy không, nó không ra đồ của con nhân vật mình luôn, nó ra toàn là đồ khác thôi. Thì ở đây cho chúng ta là đồ của Gum nè, đồ của GL, đồ của IK và đồ của GL, tiếp theo đó là đồ của Faye nè. Ở đây được một cái món đồ lúc của con GF. Mình test nhân phẩm hết cái số cờ ghe này xem nó được cho chúng ta được cái gì. Tiếp theo là ra được đồ của GL nữa nha anh em. Ra được đồ của con này là con gì đây? Đồ của không phải của cái con tiên linh của mình luôn. Không phải của con Lemuria luôn anh em. Đây, đồ của MG. Lemuria thì nó cũng tương tự vậy nha. Còn một nhái cuối cùng anh em ơi, xem là nó ra cái gì đây. Rồi, đậu xanh xịt hết anh em à. Không có đồ gì luôn. Ở đây thì cho chúng ta là ve ve bằng B và ve ve sụt đây. Anh em có thể là lên trên đây để quay kiếm trượng, kiếm ngọc trao rồi bùa lúc đồ các kiểu nha. Đấy. Thì tất cả có những gì trong đây. Gen thì admin người ta đã fix xuống cho anh em rất là nhiều rồi. 200 triệu mà bây giờ còn chỉ có 20 triệu thôi, thì như vậy nó cũng đáng đồng tiền bát gạo để cho anh em chúng ta trải nghiệm nha. Vì khi mà cài gen ở giai đoạn này thì nó cũng rất là nhẹ, khó không khó mà dễ không dễ, nhưng chúng ta lên trên đây chịu khó mài mò thì sẽ kiếm được những cái món đồ mà chúng ta cần thiết. Ở giai đoạn đầu thì mình tích những cái món này mình đẩy vào trong đây nha, sau này có dùng cái gì thì dùng, như ví dụ là ép lên để kiếm nguyên liệu xây win rồi hoặc là mặc gáp vô đồ nhân vật cho nó màu mè chút xíu thì nó cũng vẫn được nha anh em. Trước ngày up fun thì mình đã có nói, đã có review chia sẻ cho các anh em ở bản test, khi mà cái con game này nó ra thì mình sẽ làm những cái nào mà thông tin cần thiết cơ bản để cho các anh em bước đầu bắt nhịp một cái con xe sành cao điển hình như ở đất 18 này, nó thật mượt mà và trôi chảy nhất. Từ một cái xe sành nhỏ các anh em lanh quanh ở 6 chấm hoặc là 6.9 đảo về thì các anh em không có kiến thức ở những cái xe sành cao, thì ở xe sành cao thì mình đã có nhập nhã ở những cái con game khác rất là nhiều, biết những cái cơ bản thì mình sẽ làm clip tổng hợp lại cho anh em nào. Anh em nào biết nhiều thì có thể là comment góp ý để giúp kênh càng ngày càng phát triển nè. Còn những anh em nào chưa biết thì các anh em cũng phải là comment góp ý để ủng hộ kênh nha anh em. Và cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình. Video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha. Lần sau thì mình sẽ ép win 1 lẫn win 2 luôn nha anh em.